Các em thân mến, thầy và trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về màu sắc trong hình thức trang trí của bộ môn mỹ thuật sáu nhé các em. Màu sắc trong thiên nhiên thì rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta thấy mỗi loài cây, hoa, lá đều có màu sắc khác nhau, phù hợp với đặc tính sinh học của chúng. Rồi vậy, trong trang trí màu sắc có tác dụng thế nào? Vậy hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu bài màu sắc trong trang trí. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu màu sắc trong các hình thức trang trí. Thì các em quan sát các hình ảnh sau và cho biết các hình ảnh đó thuộc các hình thức trang trí nào nhé. Mỗi hình thức trang trí được sử dụng màu sắc là như thế nào? Chúng ta có những công trình kiến trúc. Các em thấy là mỗi kiểu nhà, mỗi dáng nhà thì đều có những cái màu sắc trang trí khác nhau. Tùy theo từng trường hợp, tùy theo sở thích của gia chủ. Chẳng hạn như trang trí hội trường các em. Trang trí sân khấu kịch. Và chúng ta lại thấy màu sắc là được thể hiện ở trong những bài trang trí bìa sách. Và ở trang trí nội thất. Màu sắc cũng hiện diện trên đồ vật, vật dụng hàng ngày của chúng ta như khăn, túi, quần áo, vật dụng hàng ngày như lọ, gốm. Vậy các em thấy là trong cuộc sống thì có rất nhiều hình thức trang trí. Trang trí kiến trúc, sân khấu, thời trang, ấn loát, đồ vật. Mỗi hình thức trang trí đều có cách sử dụng màu sắc khác nhau, phù hợp với tính chất và nội dung của hình thức trang trí đó. Chúng ta qua cái phần tìm hiểu cách sử dụng màu trong trang trí. Các em quan sát tiếp các hình ảnh sau và cho biết màu sắc làm cho đồ vật trở nên như thế nào? Khi vẽ màu cần đảm bảo những yêu cầu gì? Trong trang trí màu sắc được tô như thế nào? Trang trí gam màu lạnh các em. Đây, gam màu nóng. Trang trí phòng gam màu nóng. Và kết hợp hài hòa giữa màu nóng và màu lạnh. Dùng trong trang trí nội thất. Trang trí trong hình thức cơ bản thì chúng ta thấy vẽ sử dụng màu bổ túc và màu pha đó các em. Trang trí hình vuông. Hay là sử dụng màu tương phản. Từng cặp màu. Màu nóng, gam màu nóng. Đây là sử dụng gam màu lạnh. Chúng ta có thể kết hợp và để cho ra những gam màu rực rỡ, hài hòa. Đây là có gam màu nó lại trầm, nhẹ nhàng. Vậy thì thầy kết luận màu sắc làm cho mọi vật trở nên đẹp và hấp dẫn hơn. Mỗi đồ vật khác nhau đều có các dùng màu khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Màu sắc phải có chính phụ, có sự phối hợp nhịp
nhàng giữa nóng và lạnh, đậm và nhạt để làm cho nổi bật trọng tâm và phù hợp với mục đích trang trí nhé. Trong trang trí màu sắc được tô theo diện phẳng, mỗi màu đều rõ ràng tách bạch, không có sự vờn khối, vờn sáng tối. Có thể tô nét viền để nổi bật trọng tâm, nội dung trang trí. Rồi bây giờ các em sẽ sưu tầm thêm một số bài vẽ có sử dụng các gam màu khác để áp dụng vào bài thi học kỳ. Chúc các em làm bài.